Người hảo, xin chào các bạn. Ok, trong cái bài trước mình đã giới thiệu các bạn về cái kiến thức từ mới của cái bài số 4 rồi. Và chúng ta đã có một cái câu đó là lì truy nã, đúng không? Bạn đi đâu? Thì là của truy thiên an môn là tôi đi thiên an môn, và của ấy suy sao là tôi trở về trường học. Đây là cái điều ta nhấn trong cái bài trước. Và chúng ta có từ tôi bụi chỉ và mấy quan sinh là xin lỗi mà không có gì. Và ta có một câu hỏi đó là hôm nay là ngày mấy, hỏi về ngày hôm nay ngày mấy là chinh thiên sinh chi chỉ, tức là hôm nay ngày mấy. Thì chúng ta trả lời chinh thiên sinh chi y a san, tùy từ chúng ta, đúng không ạ? Thì cái bài này là ta sẽ là bài luyện đọc mà thôi. Thì bài đầu tiên là ta sẽ phân biệt, ở đây ta sẽ phân biệt ba phụ âm là z, c và s, phân biệt ba phụ âm z, c và s. Chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt nhé. San 语音 一 声母 滋 呲 思 Thực ra thì ba cái này nó rất là khó để phân biệt. Mình sẽ cho các bạn nghe một lần nữa và mình sẽ nói cách phân biệt. 一 声母 滋 Đấy, bạn thấy là dư nó như là một chữ chờ nhưng mà lại cũng có hơi hướng về chữ z, đúng không ạ? Nó hơi rung nữa một chút chứ. Đấy, thì bạn thấy này, chữ này là chữ chờ nhẹ nhưng mà nó phát âm khá là giống chữ sờ, đúng không? Không chữ sờ, sư. Đấy. Đấy, và chữ S này thì phát âm là tương đối là chính xác, chính là chữ sờ của người ta luôn. Thì vậy chữ C và chữ S này phát hiện phát âm rất là giống nhau. Chỉ riêng chữ Z thì nó cũng phát âm chữ sờ như vậy, sư như vậy, nhưng mà nó có rung lên một chút. Thì chúng ta sẽ luyện kỹ hơn ở bài bên dưới, và ta sẽ cùng nhau tiếp theo. Còn tiếp theo là nó sẽ có nguyên âm đôi như này. Nguyện. Wa. Yu. Yu. Mũ. U. U. Er. Er. Wa. Wa. Wo. Wo. Wai. Wai. Wei. Wei. Wan. Wan. Wen. Wen. Wang 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 San. Phần thứ ba nha. Pinyin. Phần thứ ba này chúng ta sẽ vào pinyin, tức là ghép giữa phụ âm và nguyên âm, ghép giữa phụ âm Z C H vào rồi. Rồi. Suy suy này vào rồi. Cha. Cha. Zi. Chưa. Zi. Zi. Zai. 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 Zhao. Zhao. Zhou. Zhou. Zan. Zan. Zhen. Zhen. Zhang. Zhang. Zheng. Zheng. Zhong. Zhong. Cha. Cha. Che. Che. Ci. Ci. Cai. Cai. Cao. Cao. Chou. Chou. Chan Chan Chen Chen Chang Chang Cheng Cheng Chong Chong Sa Sa Se Se Si Si Sai Sai Sao Sao Sou Sou San San Sen Sen Sang Sang Sung 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 Sung. Đấy, thì các bạn luyện đến đây các bạn thấy sự khác biệt trước rồi, đúng không ạ? Khác biệt trước rồi. Cái từ này nó là cái này nó có hơi rung nữa ấy, mang cái âm Z, cái âm C và nó S đó. Mà thực ra thì ba âm này là ba âm S. Đấy, ba âm S mà một âm là rung này. Và âm này mang cái chất của chờ nhẹ, và âm nữa là của S gì của tiếng Việt, đúng không? Tiếp theo nhé. Zu Chu Zuo Zuo Zui Zui Zuan Zuan Zun Zun Chu Chu Chuo Chuo Cui Cui Chuan Chuan
村村书书说说虽虽酸酸孙孙多多堆堆端端蹲蹲拖拖推团团吞吞挪挪暖暖罗罗乱乱轮轮瓜瓜锅锅乖乖龟龟关关棍棍光光夸夸阔阔快快亏亏宽宽坤坤框框花花豁豁歪歪灰灰欢欢昏昏慌慌挖挖窝窝歪歪微微弯弯温温汪汪。OK, vậy là ta luyện đọc khá là nhiều rồi. Thì ở đây mình muốn nói qua các bạn về phần âm Z, âm C và âm S này. Các bạn nhìn thấy này, cái âm Z này nó là chữ T và chữ S, đúng không? Đấy. Còn chữ âm C cũng là chữ T chữ S, nó có dấu phẩy bên trên. Còn chữ S nó là như thế này. Thực ra thì các bạn cứ nghe nhiều, các bạn bắt trước được. Còn nếu mà không bắt trước được, các bạn cứ phát âm là âm S gì hết cho mình. Cứ nhớ là âm Z này là rung, âm này là không rung. Còn âm này có gió, âm S thì âm S này có gió. Mà không thì bạn phát âm S thôi. Thì ở đây nó có một phần nữa, đó là phần mà nó có chữ E và chữ R này. Thì mà cái phần này nó chúng ta sẽ luyện đọc ở đây. Chữ E và chữ R này đấy, thì cách đọc của nó là ta sẽ đầu tiên ta sẽ mở hồ hình của âm E và kết thúc cả hình của âm R, và ta phát âm là ơ. Đấy, bạn cố gắng tiếng Trung nó khác khá, cái âm ơ này của tiếng Trung nó khác khá giống tiếng Anh, nhưng mà nó cũng mang cái tính chất Trung Quốc một tí, nhưng mà quyền quyền các bạn cứ nghe nhiều, các bạn bắt chước được thôi, hiểu chưa? Đừng cố gắng hiểu gì cả, hãy cố gắng bắt chước thì hơn. Ủ liên xỉ, ủ liên xỉ này. Y sơn điệu, sơn điệu nhá. Ơi ơi nó nhanh quá, ta không thấy cả nhờ. Ở nhá, liên xỉ. Nên chỉ này là phần bài tập luyện tập chúng ta, và ta sẽ luyện tập đọc cái thanh điệu, thanh điệu của âm ở này nhé. Luyện xí Y sơn điệu Ơr 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 San 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 sàn sàn sư 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 na 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 hui 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 雪雪雪雪雪雪消消消消消消消消滋滋滋滋滋滋洗洗洗洗洗洗。cái phần số 2 này là cái phần mà chúng ta sẽ
cố gắng luyện cuốn lưỡi lưỡi cuốn lên. Thực ra thì nó cũng khá là khó đấy, nhưng mà chung quy là mấy cái bài này các bạn cứ học nước nước cũng được, rồi các bạn thấy năng lượng, các bạn thấy thoải mái thì các bạn học lại, luyện lại. Cái này là luyện đọc không cách nào khác cả. Er và er hòa yên. Er thống. Er thống. Er zi. Er zi. Er zi. Er zi. Er do. Er do. Er bài. Er bài. Chư nả. Chư nả. Chư nả. Chư nả. Hòa hòa. Hòa hòa. Yi xia. Yi xia. Hào wár. Hào wár. San. Biện yin biện điệu. Phần 3 này là cũng là phân biệt thôi, phân biệt giữa âm và thanh điệu thôi, ghép vào với nhau. Z ghép vào như này như thế nào, C ghép vào như thế nào, chữ S thì ghép vào như thế nào thôi. Giá. Chá. 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 Sa. Sa. Zỡ. Zỡ. Chợ. Chợ. Sợ. Sợ. Zi. Zi. Ci. Ci. Si. Si. Zu. Zu. Cu. Cu. Su. Su. Zan. Zan. Can. Can. San. San. Zang. Zang. Cang. Cang. Sang. Sang. Zen. Zen. Chen. Chen. Sen. Sen. Zeng. Zeng. Cheng. Cheng. Seng. Seng. Zi dian. Zi dian. Ci dian. Ci dian. Si dian. Si dian. Si tian. Si tian. Zai jian. Zai jian. 彩电，现在，比赛，祖国，促进，彩色，猜测，速度，地图，杂技，才能。村子，村子，孙子，孙子，送行，送行，送信，送信，昨天，昨天，错误，错误，所以，所以，作业，作业，参加，参加，增加，增加，散步，散步。雨伞，雨伞。最后，最后。随后，随后。打扫，打扫。拔草，拔草。OK, các bạn. Thì ở đây ta sẽ có một số phần luyện tập thì các bạn tra cái từ mới ở bên trên, các bạn viết cách đọc nó vào đây thôi. Viết đọc nó vào đây nhé các bạn nhé. Nó có cả những cái từ của bài trước đây này, các bạn phải nhớ nhé. Những từ của bài trước thì các bạn chú ý nên xem nó là cái từ gì. Thì đây có phần đoạn hội thoại thì các bạn cố gắng tra cách đọc và dịch nghĩa nó nhé. Đấy, như là bị truy nã này, đi đâu này. Rồi các bạn giai đoạn này là hoàn thành đoạn hội thoại thì ta lấy là bị truy nã này, hỏi là mày đi đâu đúng không? Thì đây có thể là thì ta viết lại đoạn hội thoại bên trên thôi đúng không? Là ta đi ngân hàng hả? Các bạn có thể viết như vậy, hoặc là ta đi đến Thiên An Môn hả? Thì là một tùy các bạn, các bạn viết ở đây. Thế sau đó trả lời xong hỏi nó lại là thế mày có đi hay không, thì nó là không đi, nó đi trường học cơ, thì các bạn trai chiên chào nó là xong. Đấy, còn đây là nỉ này, nỉ này thì cũng vậy thôi, lại cũng là nỉ chi nả thôi, thì nó lại trả lời là tao đi Thiên An Môn thôi, chứ các bạn ghép từ trên xuống dưới chứ các bạn ghép cái phần 2, phần 1 cho nhau là ra một bài rồi. Còn phần số 3 là tôi buổi chỉ là chào tạm biệt và mấy con xin là xin lỗi không có gì. Đấy, thế còn cái phần bài thứ 6 này là hai bạn trong cùng một lớp là luyện tập với nhau. Hảo là tốt là học bài trước rồi. Lý Mẫn Huy đã các bạn luyện nói với nhau nhé.
các bạn dịch nghĩa nó ra và nói với nhau. Sau đó thì các bạn vẽ lại những cái này, làm cái viết, nguyện viết của chúng ta. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Và chúc các bạn thành công trong việc tiếng Anh của mình. Thành công trong việc tiếng Trung của mình. Chào chiên.